thưa quý vị và các bạn còn trong khi đó mùa hè thì cũng đang đến với lại bắc bán cầu sau một mùa đông ít mưa và ít tuyết thì nhiều chuyên gia cảnh báo châu âu sẽ có thể sẽ phải trải qua một đợt hạn hán trong mùa hè năm nay không chỉ ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân ở tại pháp tình hình hạn hán kỷ lục còn ảnh hưởng đến đời sống nông nghiệp và du lịch của quốc gia này tổng thống pháp emmanuel macron cũng đã kêu gọi người dân phải tiết kiệm nước trong bối cảnh nguy cơ hạn hán sẽ còn có khả năng kéo dài Hồ Montbel nổi tiếng ở vùng tây nam nước Pháp với làn nước màu ngọc lam, kích thước khổng lồ và đời sống thủy sinh phát triển mạnh. Tuy nhiên khi mùa xuân đến gần thì khu vực này đã bị biến thành một vùng đất hoang bùn, các thuyền bị mắc cạn khi Pháp trải qua một mùa đông khô hạn nhất trong 64 năm qua. Trong tháng 2 thì vùng Ariège nơi có hồ Montbel đã thiếu hụt tới 80% lượng mưa. Các dịch vụ du lịch đặc biệt là chèo thuyền bị ảnh hưởng. Còn ở khu vực Hà lưu, nông dân đang lo lắng trước mùa xuân và mùa hè. Hồ Mombe là nơi đảm bảo thu nhập cho nông dân. Nếu không có nước thì các trang trại của chúng tôi không thể tồn tại được. Các nhà chức trách Pháp đang thực hiện kế hoạch chuyển hướng sông Ture gần đó để giúp lấp đầy hồ, mặc dù dự án đã vấp phải sự phản đối của các nhóm môi trường. Trong khi đó, thì các chuyên gia cảnh báo các tác động của tình trạng nóng lên toàn cầu sẽ gia tăng trong những thập kỷ tới với các mùa ấm hơn và khô hơn sẽ trở nên phổ biến hơn.